chiều 23 tháng 4, ca sĩ Bảo Anh gây bất ngờ khi công khai hình ảnh con gái đầu lòng sau thời gian giấu kín. Trước đó, nữ ca sĩ không phủ nhận mà chọn cách trả lời khéo léo khi vướng tin đồn sinh con. Cụ thể, Bảo Anh đăng ảnh con gái kèm dòng chia sẻ: "Tính 18 tuổi mới ra mắt mà mới biết đi thì mẹ đã gây chuyện rồi. Xin chào cả nhà, con là Mishumi." Sáng cùng ngày, Bảo Anh gây xôn xao khi đăng tải video bé gái trên Instagram cá nhân, nhưng sau đó nhanh chóng gỡ bỏ. Cô viết chú thích: "Tình yêu bé nhỏ 13 tháng tuổi đã biết đi rồi." Nhiều sao Việt như Minh Tú, Xuân Lan, Ali Hoàng Dương gửi lời chúc mừng đến Bảo Anh. Bài viết công khai con gái của cô cũng gây sốt, vượt 20.000 like chỉ sau 20 phút đăng tải. Nhìn lại cột mốc từ lúc bị soi hình bầu bí đến giai đoạn ở ẩn của Bảo Anh, netizen phát hiện ra nhiều chi tiết đáng chú ý. Cụ thể, hồi tháng 8 năm 2022, Bảo Anh xuất hiện ở một sự kiện của nhãn hàng cùng với Quốc Trường. Tại đây, nữ ca sĩ bị team qua đường bắt cận vóc dáng có phần tròn trịa hơn so với trước. Đặc biệt, thay vì diện những chiếc váy chặt chém khoe sắc vóc như mọi khi, thì Bảo Anh chọn trang phục thùng thình kín đáo. Tuy nhiên, khi nữ ca sĩ tạo dáng chụp ảnh để lộ vòng hoa lùm lùm như phụ nữ đang mang thai. Sau đó 2 tháng, Bảo Anh tiếp tục tham gia một sự kiện âm nhạc. Cô tiếp tục gây chú ý khi mặc áo rộng để che đi vòng hai. Không chỉ thế, cô chỉ hát và nhún nhảy nhẹ tại chỗ chứ không thực hiện những động tác vũ đạo mạnh như thường thấy. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023, nghĩa là cách đây tầm 13 tháng, Bảo Anh im hơi lặng tiếng bất thường trong làng giải trí lẫn mạng xã hội. Khi đó, nữ ca sĩ đăng tải một bức ảnh cũ vào ngày 27 tháng 1, nhưng mãi đến 1 tháng 4 thì cô mới có chia sẻ tiếp theo. Trong lần lộ diện đó, Bảo Anh cũng chỉ chụp ảnh cận mặt chứ không khoe vóc dáng. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được chi tiết vào dịp Tết 2023, khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2023, Bảo Anh không xuất hiện trong loạt ảnh của gia đình. Những người theo dõi nữ ca sĩ đều biết cô rất thân thiết với mẹ và em gái, cứ mỗi dịp xuân về sẽ khoe khoảnh khắc tụ họp, thế nhưng vào năm 2023 lại không như vậy. Lúc đó mẹ và em gái Bảo Anh đăng ảnh đón năm mới bên trong căn hộ cao cấp, còn nữ ca sĩ thì chia sẻ ảnh cũ. Đáng nói, trong giai đoạn này trên các diễn đàn showbiz liên tục xuất hiện tin đồn Bảo Anh vừa sinh con. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, tháng 4 năm 2024 thì nhóc Tì cũng được tầm 13 tháng tuổi. Đến tháng 6 năm 2023, Bảo Anh lần đầu lộ diện sau loạt tin đồn chuyện bầu bí và sinh con. Khi được một khán giả hỏi thẳng việc đã lên chức mẹ bỉm, Bảo Anh chỉ cười rồi trả lời lấp lửng: "Bây giờ nếu sinh em bé mọi người có yêu Bảo Anh không? Không sinh có yêu không?" Khi mọi người đồng loạt hô "có" thì nữ ca sĩ trả lời: "Vậy thôi, cứ tập trung yêu đi." Hiện tại, điều khiến mọi người quan tâm nhất là nửa kia của Bảo Anh. Đến thời điểm này, Bảo Anh vẫn giữ kín như bưng danh tính của bố con gái mình. Mọi người trên mạng bắt đầu đào lại những hình ảnh trong quá khứ của Bảo Anh liên quan đến câu chuyện tình cảm. Gần đây nhất, tháng 2 năm 2023, Bảo Anh bất ngờ xuất hiện với khoảnh khắc khóa môi một chàng trai vô cùng ngọt ngào. Danh tính của người đàn ông có hành động thân mật với Bảo Anh cũng nhanh chóng được tìm thấy. Hóa ra đây chính là một thành viên trong team nhảy của Bảo Anh lúc tham gia chương trình Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Được biết, chàng trai có nghệ danh là Nega, thành viên trong team của Bảo Anh khi quay hình show. Nega tên thật là Nguyễn Đỗ Quốc Anh, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Theo cập nhật trên trang cá nhân, sau khi tham gia chương trình nhảy đường phố, Nega cũng bắt đầu chuyển vào miền Nam sinh sống và theo đuổi sự nghiệp. Nega sở hữu đường nét khuôn mặt cá tính với khả năng vũ đạo điêu luyện. Trong chương trình Street Dance Việt Nam, tuy không phải là người giành chiến thắng cuối cùng nhưng cũng tỏa sáng với tài năng của mình. Đồng thời, việc Nega thu hút được sự chú ý của huấn luyện viên xinh đẹp khiến không ít khán giả ngưỡng mộ. Ngoài tin đồn hẹn hò Nega, trước đó Bảo Anh cũng từng vướng nghi vấn bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia nghìn tỷ. Ngay sau đó, nữ ca sĩ phủ nhận, cô cho rằng nếu quen đại gia thì sẽ nghỉ hát chứ không cần vất vả chạy show. Thời gian này, khi được hỏi về chuyện sinh con, Bảo Anh trả lời nước đôi, nữ ca sĩ không phủ nhận. Cô từng ẩn ý, "Tôi chưa bao giờ trả lời bất cứ thông tin nào liên quan đến đời tư, việc cá nhân, vì tôi rất sợ mọi người sẽ nghĩ đó là chiêu trò để PR cho sản phẩm mới. Nếu đến một giai đoạn nào đó muốn chia sẻ với mọi người, chắc chắn Bảo Anh sẽ chia sẻ bằng tất cả niềm hạnh phúc và chân thành nhất, chứ không để mọi người phải suy đoán tò mò."